Trong bối cảnh ngành dệt may Việt Nam hiện đang gặp phải nhiều khó khăn và phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, giá trị gia tăng chưa cao, chưa có nhiều thương hiệu nổi tiếng. Thông qua triển lãm quốc tế về máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 tháng 11 đã mở ra nhiều cơ hội cho ngành dệt may trong nước nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập và phát triển. Triển lãm được chia làm 7 khu vực với gần 550 gian hàng trưng bày máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành công nghiệp dệt may của hơn 400 đơn vị doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm cũng có sự tham gia của nhiều nhà cung cấp nước ngoài sẵn sàng cung ứng, hỗ trợ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này cho đối tác Việt Nam, qua đó giúp cho các sản phẩm dệt may Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Ngoài giới thiệu thiết bị máy móc và công nghệ phụ trợ cho ngành dệt may, triển lãm còn là cơ hội để doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ dệt may. Từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp dệt may Việt Nam. Một con số khá khiêm tốn so với lượng hơn 100 triệu lượt khách du lịch Trung Quốc khi du lịch nước ngoài hàng năm. Trong hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch, ngoài giới thiệu các sản phẩm du lịch biển đảo, thời gian tới, ngành du lịch Việt Nam sẽ giới thiệu tới thị trường Trung Quốc.